Ống thôi, bên này đặt ống thôi. Không, nó phải cát nó mới lì đất, bùn nó không thể lì được, nó chỉ lầy thôi. Đây lục hoàng lên đây. Chơi vào đây. Đây không nọ thằng ấy ở được. Thành phí lắm nhỉ. Thấp vâng, thấp lắm đấy. Trong bọn bộ quá này nó lắp thế này không biết lắp biết. Vâng. Hội nhà mạng thì ai cũng lắp thế này chứ cũng không phải là bạn như thế vâng. Quy mô nhà mình xây cháu thấy là như kiểu khách sạn như vậy. Vâng. Nhưng hệ thống nhà ở nhưng mà nhìn nó hoành tráng nó như khách sạn. Vâng. Đây tầng 6 đây đúng không? Tầng 6 đây thì vâng. Cháu đặt ở đây. Cái này có lỗ khoan lỗ sẵn đây. Trong phòng của các bác ở đây, ở trong gì ạ? Ở đây thì nó có cái lỗ để máy hút mùi ra đúng không bác? Vâng, cháu hiểu. Thì cần gì? Nếu ấy cho nó thông qua cái lỗ ấy cũng được, đỡ phải khoan. Vâng, nhưng mà nó ở khu bếp này thì nó sẽ bị dầu mỡ. Thì đây cho nó vào. Thì là cháu đang tính là cái đường nào mà bác cần cái khu này là tầng phòng ăn này, tầng 6 này. Đây là phòng khách này. Đây là phòng khách. Đây là phòng ngủ đây. Vâng. Vâng, nếu mà ở vị trí phòng khách này hoặc là cái khoang này mà đặt được một con khỏe như của bọn cháu thì cũng phát được hết mà. Đây là đây cũng toàn phòng ngủ hết đúng không ạ? Vâng. Thế ra đây. Vâng, đây là cũng phòng ngủ hết, bốn phòng ngủ phòng khách ở giữa. Vâng, thế thì để cháu tính làm sao mà đường dây nó đi được vào đấy. Đấy phòng ngủ đây. Vâng. Đấy phòng ngủ làm sao bốn phòng ngủ này có được. Vâng. Cháu cho chú làm cho. Vâng ạ, đây để cháu ngắm. Không sao thu nhiều đâu. Bắt thu ở trên cái tầng nhiều. Vâng. Chắc anh chưa về, bác nhỉ? Anh ở đấy, nghĩ là vâng. Sau này chúng nó về thế chứ. Vâng. Nó sang rồi. Nó sang sau con nhỉ? Ừ. Vâng. Mà tiền đứng năm này mình dễ cho thêm mà. Đây đứng chỗ này vâng, thế thì bây giờ. Đây chỗ này của bác thì 200 ở đây nó 370 ạ. 270. 270 m ạ. Và cháu thấy đã rộng như này rồi nhỉ? Ở đây có trên được không nhỉ? Ý là đi ấm nhỉ? Ừ. Trên lên trên thì nhưng mà nó là cái hệ thống nhà thờ cơ. Bây giờ đi. Thử lên trên xem có tốt. Điện nước thì bình thường nếu mà có nhà bọn cháu đến làm nhà mới mà họ không chạy dây mạng nhưng mà bọn cháu đi theo đường điện vẫn đi âm hết cho khách hàng được. Đấy, nhưng mà yêu cầu là những cái hệ thống điện này tầng nào nó cũng giống nhau
và nó sẽ có ống gen nó để sẵn chở dầm, xong rồi là mình chỉ luồn phát ra lên trên, xong từ trên là thông xuống. Cái nhà chú Thắng Phương ở phố chú 8 tầng ấy, bọn cháu luồn từ tầng 7 xuống tận tầng hầm luôn, luồn thêm dây bởi vì nó thiếu. Bọn cháu vẫn luồn được nhưng mà cái này cũng có. Vâng, thì là nếu không có thì cháu sẽ thả ở bên cạnh tường. Xong đi vào cái đường máy hút mùi của bác. Đấy. Thì sẽ đi vào trong này. Vâng. Vâng, thế để bọn cháu nghiên cứu, bọn cháu làm cho làm sao đẹp đẹp nhất cho bác. Vâng. Vâng ạ. Vâng. Cái chỗ nào nó có lỗ sẵn. Đi đây đi vào tủ lạnh. Vâng vâng, làm sao cháu có để lùi hẳn vào trong góc kia được. Vâng. Đúng, khoan mới lỗ. Vâng vâng. Khoan mà. Cháu có mang đi hết đấy nhưng mà vâng vâng. Bếp lúc này mình có hút mùi hết rồi. Không 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 mùi mấy. Nó mỡ nhé, mình không ảnh hưởng đâu, mình đặt lên cái nắp. Ừ, đặt thì phải dịch ra hẳn đằng này này, đấy xong lấy điện ở đây lên này. Ừ đấy. Nó làm cho tỏa giữa trung tâm luôn, tỏa hết ra. Vâng vâng. Lấy cái điện đây. Không, nó có cái ống mà, ống đẩy đẩy ra giúp cái vỏ bạc ta phát này nhìn nhìn thấy có khe mà. Chồng vừa xem rồi, nó có cái ống nó tòi ra đằng đấy đấy. Tí là mình mở ra mình thò tay mình sờ được cái ống đằng đấy luôn. Ờ, thế thì thả ra. Vâng, vâng. Vâng. Chồng con lên làm nữa. Vâng. Vâng, bác ở đây gì ạ? Bác nghỉ ở đây. Vâng, bác cứ nghỉ đi, không lên trên đấy nó lạnh. Vâng, để con bọn con lên và con làm cho bác. Thông cái gì ạ? Đấy ở cái chỗ vâng. Vâng, cái đấy sẽ con không để vào khe cửa nữa, mở ra mở vào sau này nó kẹp hết dây. Vâng vâng. Vâng. À bác có cửa đằng sau đúng không bác? Thế thì phải lắp ở tầng 1 đằng sau. Tầng 1 đằng sau nhìn thẳng ra cái cửa ngõ đằng sau này. Vâng vâng. Vâng ạ. Vâng. Ai đi ra đi vào đi lên đi xuống là mình biết. Không cần ở dưới đâu nhỉ. Vâng. Nếu mà tất cả cầu thang nó giống nhau, nhưng mà nếu mà tầng dưới mà ấy thì khả năng mình sẽ bố trí cái vị trí góc. Vâng, nếu mà ví dụ như đây là tầng 6 đi thì mình sẽ khả năng mình ra là một góc đây chiếu phát nhìn hết cả một ít hành lang và hết cả bậc thang luôn. Làm sao nó quang nhất. Vâng. Vâng. Nắp cái này thì phải có mạng thì cháu có triển khai mạng cho bác ngon lành đâu, hôm nào lắp cam về tính sau. Vâng 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 vâng. Vâng ạ. Ừ. Hành lang này ông thả xuống. Thả xuống đây. Phải lên kia. Lên được kia. Bác thang hả bác? Thang bọn đây đây ạ, cháu có thang đây rồi bác. Đây cháu có luôn cái thang rút đây rồi, nó ở trên này luôn rồi. Vâng. Nó xoay lên kia là cái thang vâng. Không, thang máy nó chỉ đến đây thôi. À. Cái này của bác thì cháu khoan ở đây cho bác luôn, nó đẹp này. Đây, góc này nếu mà dây qua là con góc này luôn. Cái mô đen chính cháu khoan cho bác ở đoạn góc chân cột đây là đẹp đấy. Không bị lộ dây quang luôn. Và nó cái lỗ khoan nó chỉ bằng ngón tay thôi. Đây. Cháu sẽ đẩy cái góc này ra. Hơi chéo ra ngoài một tí, mưa. Trên thì nó hơi xấu, cho để đây cho bác dây ra đây xong rồi thiết bị wifi cho. Nhà bác có à, ừ nhưng mà mình cứ làm ấy, kể cả mình có rửa giếc cái cháu xong cháu ấy cho bác cái wifi lên đây, treo wifi lên đây cho bác. Tất cả khoan tường các thứ này bọn cháu khoan không bụi đâu bác nhá, không có một tí bụi nào, bọn cháu có hút bụi hết đấy. À, ừ. Ừ treo luôn xong dây mạng xuống tầng 6 là nó chui từ lỗ ra luôn. Ừ nhìn thấy.
Được rồi. Được rồi, để cho mạng từ 6 thì cho cao nó nước. Vâng, cao cao lên, vâng ạ. Xong mình có ấy thì thoải mái. A few moments later. Sau khi khảo sát xong ấy thì đội góc công nghệ bên mình đã đi triển khai thi công và kéo mạng cho bác chủ nhà sở hữu ngôi nhà 7 tầng, diện tích 270 m2 trên mặt đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5 Mỹ Hào Nghiên các bạn nhé. Thì nhà bác này cũng cách nhà mình cũng khoảng tầm mấy trăm mét, khoảng tầm 700 mét thôi. Toàn kiểu như là khách ở gần nhà ấy. Đấy, nhưng mà mình đến thi công cho bác thì nhà của bác thì xây dựng với quy mô 7 tầng và xây xong vào đầu năm 2024 là vừa mới xong. Mình đến mình lắp mạng đấy, nhưng mà rất là tiếc bởi vì là không biết, chắc chắn là có bản vẽ rồi nhưng không biết điện nước thi công thế nào, mà hệ thống dây điện là không chôn ống ghen, là đi chôn thẳng dây, xây theo kiểu cổ điển ngày xưa, không có ống ghen này, bọn mình không thể nào luồn thêm âm dây được. Và bác ấy chỉ đường hướng là nhà bác thì không có làm kiểu ý được đâu, giờ chỉ có khoan thôi, nên khoan xuyên tường ra bên ngoài để đưa dây quang vào chứ không đưa qua khe cửa nữa. Và dây quang thì trong cái lúc bọn mình đi khảo sát bác dẫn đi đấy, thì nhà mạng thì họ chỉ kéo chéo như thế để gọi là có mạng thôi, còn mà để kỹ thì phải thuê thợ kiểu như kỹ hoặc chuyên nghiệp như bọn mình một chút thì mới làm kỹ cho khách hàng được. Và nhà mạng các bạn chỉ có mạng các bạn đi về thôi, không thể nào đòi hỏi nó nhiều hơn được bởi các bạn thì không có đồ. Đấy, thì lúc đấy mình vừa mới khoan xong, khoan mũi xuyên tường cho dây quang vào, mình cũng treo wifi lên cho bác chứ không buộc vào dưới chân cái tủ thờ nữa. Đấy, thì bác chủ nhà cũng rất là dễ tính, rất là vui tính, niềm nở. Đấy, coi như là bác kiểu không, nhà mới thật nhưng bác không tiếc khoan nhà đâu. Đấy, đấy, đây dây quang đây, lùng thà lùng thủng, bây giờ bọn mình sẽ gỡ hết đi để đi ghim vào tường cho nó thành đẹp. Nếu mà chuẩn chỉ ra ấy, thì là đi âm được, nhưng mà không đi âm được thì phải chịu bởi vì không có ống ghen, chỉ có cách khoan tường thôi. Nhưng mà chuẩn chỉ hơn nữa thì sẽ đi ghen nổi. Đấy, nhưng mà bác cũng rất là dễ tính và đơn giản đấy bác mà. Thôi không phải ghen làm gì đâu. Đúng ra bác ấy cũng không yêu cầu là ghim gọn vào như bọn mình đang chuẩn bị ghim đâu, nhưng mà mình thấy nó ngứa mắt, mình không nhìn được. Mình các nhà khác mình làm còn đẹp kỹ hơn nhiều, nhưng mà riêng nhà bác thì bác bảo là đơn giản thôi, không cần cầu kỳ đâu cháu ạ. Ý là không muốn nó phải quá phức tạp thì bọn nó làm nó, bọn cháu nó làm nó mất công vất vả. Đấy, ý bác thế. Đấy. Nhưng mà mình sẽ làm gọn nhất có thể và đơn giản nhất và gọn nhất có thể cho bác. Đấy, hệ thống dây ở đây đang buộc bằng dây dứa này, mình giật ra luôn. Đấy, xong mình dùng cái hệ thống đinh ép ghim này 6mm này mình đóng hết vào cho nó gọn nhất, không còn lùng bùng ra nữa. Mình đi mình gỡ cuộn dây ra cho nó thoải mái để mình ghim, để mình ghim mất một chút thời gian. Ghim xong rồi mình tống hết lên trên như cũ. Đẹp hơn nữa thì cho ống ghen vuông vào thì nó cũng gọn đẹp hơn. Nhưng mà như mình nói ở đầu ấy, thì bác bảo bác không cần. Đấy, đây là mình trèo lên trên cái đoạn kỹ thuật thang máy. Cái thủ kỹ thuật thang máy thì các quang các bạn đi ở đây, mình đang cuốn gọn lại cái dây quang, mình buộc lên cái sái lốc kia cho nó cao hẳn lên với mặt đất. Ví dụ chuột nó đi qua đỡ ngứa mắt nó, đỡ vướng nó cắn, thì treo cao lên một tí sao nó gọn gọn một tí được. Đấy, thì chấp nhận là phải ở ngoài trời rồi chứ không qua trong nhà được rồi. Đấy, đấy, đây là dây quang, còn đây là cái dây Hikvision 8 nõi độc của mình. Mình cũng cho lốt lên đây. Cái vòng kia xuống thì làm sao mà làm cho nó gọn nó thoáng thì con chuột nó cũng không cắn đâu. Gọn cơ chứ bừa ra vướng đường nó đi nó mới cắn các bạn nhé. Đấy, cứ gọn thôi thì nó cũng không hỏi thăm đâu. Cứ càng bừa bãi chuột nó cũng xử lý đâu. Đây là khi cuốn gọn xong và gần như cuối rồi, là bọn mình đang thu đồ rồi. Kéo một trạm wifi xuống tầng 6 thôi, không có gì cả. Đây là tầng 7,
khoan xuyên tường ra, luồn dây lổi ra bên ngoài rồi thả ra bên cạnh tường, kéo tầng 6 là theo ý của bác nữa. Chứ không có gì mà quá khó khăn cả, chung là kéo thì đơn giản. Nhưng mà nó chỉ lâu cái khoan tường mới đi nẹp dây thôi, với cả đi vuông góc cho nó đẹp cho bác thôi. Mình đi vứt túi rác khoan, bụi khoan ở trong túi đấy mình đi vứt. Xong rồi để đồ chờ vào thang máy. Thì đi thang máy thôi, chứ chỗ này vác thang bộ xuống tầng 1 nó cũng phê phết đấy. Lên nhà chủ nhà có thang máy nè. Còn đi thang máy thôi, không tội gì cả anh em ạ. Đi bộ có thể đi thang bộ được, nhưng mà có đồ thì tốt nhất đừng đi. Đây, đây là cái dây mình vừa ghim xong đây. Đấy, cũng không gọi là quá thẩm mỹ, nhưng mà nói chung là như này, chỉ nói là dám nói là gọn gàng thôi. Đối với mình không dám nói là thẩm mỹ. Đây là gọn gàng thôi, anh em nhé. Còn hơn cái dây quang chưa rất nhiều rồi. Đó. Đây là cái ngoài ban công của tầng 7. Thì cái khu đấy bác cũng bảo chả có ai ra, lên nhà mạng nó làm nó cũng ẩu. Nếu nói thật thì nhà mạng nào cũng thế thôi, chứ nó cũng không đẹp, không đẹp hơn được. Đấy là mình nói thật. Trừ khi nhà bác phải để ống chờ dây quang âm thì loại khác. Chứ xây theo kiểu không có ống ghen thì hơi phức tạp. Đây là tầng 6 gồm có wifi, để wifi ở đây theo ý của bác, bởi vì luồn dây mạng theo cái lỗ bên cạnh cái ống thoát mùi của máy hút mùi của nhà bếp, không phải khoan nữa, bác bảo không phải khoan nữa. Năm con wifi Zuler 4 dâu anten thông minh thì đã đi test thử 4 phòng ngủ thì đều bắt được wifi ok cả, kể cả đóng cửa anh em nhé, đã test là phải đóng cửa. Nhà bác xây rất rộng, mỗi một tầng là gần như là cho một hộ gia đình ở có thể độc lập, gồm có nhà vệ sinh riêng, một phòng khách riêng, 4 phòng ngủ, một phòng bếp, tầng nào cũng như vậy, hoặc có thể cho thuê ở thoải mái. 7 tầng như bác đang tính cho thuê 1, 2, 3, 4, chỉ ở tầng 5, 6, 7. 7 là thờ, 5 là con cái, 6 là của hai bác. Đấy. Xong rồi, về thôi. Mình cũng đã xong và thu đồ, cho vào con ba lô Edman để chuẩn bị ra về. Đây, chờ bác chủ bác ra tính toán rồi về. Bác rất là dễ, còn bo thêm thừa tiền cho luôn cơ. Vâng, để nhà bác thì mất công qua lấy thôi chứ không thể mất được. Vâng, chứ không hề mặc cả. Con chào bác ạ. Vâng, thực sự là bọn mình làm hai bác rất là ưng, đội ngũ trẻ bác bảo còn trẻ quá mà làm nhanh nhẹn đẹp. Đấy là ý bác ấy khen lại thì mình chia sẻ vậy thôi, nên bác ấy bò luôn cho tròn tiền, bò luôn cho 60.000 cho tròn tiền. Thực sự 60.000 nó không đáng gì mà nguyên, nhưng mà khi mà gặp phải chủ nhà thế thì thợ nào cũng thích, còn hơn nhiều chủ nhà khi đã báo giá trước rồi làm xong mà còn kiểu mặc cả xong còn bớt xén thêm kiểu đấy, thực sự là không ai thích cả. Chủ nhà dễ là một chuyện, khi thanh toán dễ lại là một cái điều cực kỳ đáng quý. Rồi, vậy chúng cháu cảm ơn hai bác rất nhiều và cảm ơn anh chị em đã vào xem video của bên em ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.